tràn tiếng thơ. Trong ta giờ chỉ còn lại nỗi sầu. Đường về vắng anh lang thang tháng ngày. Em mới biết lòng mình đớn đau. Yêu sao những buổi chiều cơn mưa đến thật nhiều. Bên sông có người đứng trông chờ. Thương đôi mắt long lanh, môi xinh chút ngại ngần. Cho nhau những ngày tháng phiêu bồng. Rồi thoáng hương đông bay đi, một cõi xa xăm lại về. Anh ơi có biết chỉ là giấc mơ. Giấc mơ lệ thương tan đi, để trái tim khô cạn rồi. Vì sao anh không nói mà anh chở tôi đi đâu vậy? Bây giờ em đi về anh không sợ hay sao? Không phải là sợ, nhưng anh phải để tôi gọi về nhà. Đó không phải là nhà của em. Thanh Vân à, anh buông ra đi. Sao lại đưa tôi ra ngoài này? Thanh Vân à, em không còn nhớ gì hay sao? Em nhìn đi, em nhìn đi. Anh đã chọn nơi này là nơi tổ chức đám cưới chúng ta. Chúng ta đã bàn hết rồi. Vàng nhạc, khi cô dâu bước ra, họ sẽ trỗi lên bản nhạc dành cho hôn lễ. Áo cưới của em thì anh cũng đã... Anh đừng nói nữa. Giấc mơ đó đã tàn lụi từ lâu rồi. Thanh Vân à, em đừng quên chúng ta đã từng yêu nhau. Chúng ta đã từng yêu nhau mà. Phải, đã từng. Nhưng tình yêu đó không còn nữa, nó chết rồi. Chúng ta cũng đã chia tay rồi. Sao tự nhiên anh làm cái chuyện điên khùng như vậy? Chia tay là do em nói, anh không hề chấp nhận. Anh không muốn chấp nhận. Anh không chấp nhận thì tôi cũng không thể nào quay lại với anh. Anh đừng bao giờ làm những trò vô ích này nữa. Thanh Vân, anh không để em đi. Anh không thể nào để em trở về bên hắn ta. Không thể nào. Vậy thì anh giết chết tôi đi. Không, cho dù có chết, linh hồn của tôi cũng sẽ trở về bên anh ấy. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại nói những điều như vậy? Anh yêu em mà Thanh Vân. Anh yêu em mà. Tại sao lại phản bội anh? Hả Thanh Vân? Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao? Tại sao? Tôi phản bội anh sao? Anh yêu tôi hả? Anh nói yêu tôi mà không thấy ngượng miệng hả? Tôi mới là người từng yêu anh vô cùng mãnh liệt, từng ngưỡng mộ anh, tôn thờ anh. Anh đã lợi dụng tình yêu của tôi, lợi dụng sự non nớt khờ dại của tôi, dù tôi làm công cụ để hãm hại người khác. Để đạt được mục đích, anh sẵn sàng đẩy tôi vào vòng tay của người khác. Vậy mà bây giờ anh còn nói tôi phản bội anh sao? Thanh Vân à, anh khiến tôi từng tôn thờ, từng yêu thương đã không còn nữa.
người trước mặt tôi bây giờ là một kẻ xấu xa. Cho dù hôm nay anh có giết chết tôi thì cũng không bao giờ ép được tôi đâu. Tôi cũng không còn là cô gái khờ khạo ngày xưa nữa. Thập Dân, vậy còn muốn nợ với tôi, cô tính sao? Tôi nhất định sẽ trả. Tôi cần liền một chiếc taxi. Anh đưa em về. Thanh Dương, Thanh Dương à, em đừng chạy, em đứng lại đó. Anh đưa em về. Thanh Dương, anh đứng lại đó. Anh mà chạy theo, tôi đâm đầu vô xe cho anh coi. Ơi Thanh Vân, đúng là cô rồi, tạ ơn. Sao giờ này cô mới về? Đợi cô muốn chết luôn à? Có bị sao không vậy? Tôi mệt quá. Anh không đi ngủ chờ tôi làm gì? Chờ cô về đi đóng cửa chứ làm gì. Làm nãy giờ tôi đợi muốn chết. Đi vô, đi đi đi. Đi vô, đi vô. Trời ơi, Đăng Duy ơi, phải chi đây chính là anh. Sao vậy? Hết nóng rồi đó. Chắc là hết sốt rồi. Không sao đâu, yên tâm đi. Tại sao không phải là anh chứ? Em khổ lắm. Em cần có anh bên cạnh biết bao nhiêu. Nhưng tại sao không phải là anh? Tại sao vậy? Tại sao không phải là anh? Là anh đây. Là Đăng Duy của em đây. Em đừng sợ nha. Anh đang ở đây. Đừng sợ, đừng khóc mà. Anh tránh ra. Anh không phải là Đăng Duy. Anh tránh xa tôi ra. Ờ, thì tôi có nói tôi là Đăng Duy đâu. Tôi là Minh Quang mà. Tự nhiên ngồi đó khóc. Rồi khóc cho đã đi. Vừa mới đi chơi đâu về vậy anh hai? Có chuyện gì vậy? Nói cho em nghe nè. Anh hai, sao vậy? Anh ổn không? Anh bị sao vậy? Ông này nay bị sao vậy ta?
Tự nhiên nhìn suy sụp quá vậy? Không lẽ cãi lộn với chị Thiên Kim hả? Đâu có, ổng hay nhường nhịn chỉ mà. Còn lên kế hoạch bàn đi chơi vui vẻ với nhau nữa mà. Chị Thiên Kim, có chuyện gì? Tôi muốn hỏi chị là hôm qua hai người cãi nhau chuyện gì mà sáng sớm nay anh hai tôi đi về trong bộ dạng rất là... Anh của cậu về rồi hả? Không phải chị đi cùng với anh hai tôi hả? Không có, tôi đã cố tình gạt ảnh để cho ảnh đi một mình thì sẽ có cơ hội gặp gỡ những người khác. Chị quá đáng thiệt á. Mình làm vậy là sai rồi hả? Mình muốn tốt cho anh ấy thôi mà. Đây là vật ký của Khánh Băng mà. Khánh Băng, em đừng trách chị tò mò nha. Chị chỉ muốn hiểu em nhiều hơn thôi. Chủ tịch, đây tôi mới vừa sửa cái số liệu này nè. Bây giờ cô coi thử coi nó có hợp lý không nha. Là anh đây, là Đăng Duy của em đây. Em đừng sợ nha, đừng sợ, anh đang ở đây rồi. Có khi nào... Có gì sai hả? Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Sai chỗ nào nói tôi sửa. Anh Minh Quang, anh nói cho tôi biết. Nói gì? Tại sao tối hôm qua anh tự nhận mình là Đăng Duy? Tại lúc đó thấy cô đau khổ quá cho nên tôi mới nói như vậy, chỉ để an ủi cô thôi. Với lại không phải thân phận hiện nay của tôi là Đăng Duy hay sao? Tôi làm vậy cũng đâu phải có gì sai đâu, đúng không? Anh đừng quên, anh chỉ là người thế thân thôi. Anh đừng có tưởng thiệt mà đi quá giới hạn với tôi đó. Thôi được rồi, tôi xin lỗi được chưa? Tôi hứa đó, không có lần sau nữa. Ok. Thôi, tới giờ đi uống cà phê của tôi rồi. Tôi đi nha, cứ kiểm tra đi, có gì báo tôi biết. Đi à. Khánh Băng,
Cô không phải là Khánh Bằng. Cô là ai? Cô là ai mà lại mặc đồ của Khánh Bằng hả? Tôi là Khánh Bằng. Anh còn tới đây để làm gì? Anh mau về đi, tôi không muốn gặp mặt anh nữa. Anh không còn là đăng duy của tôi. Anh và cô trợ lý của anh đã phản bội tôi, khiến tôi phải đau khổ tìm tới cái chết. Cô càng nói vậy, tôi càng khẳng định cô không phải là Khánh Bằng. Cô chưa từng yêu và chưa từng biết gì về tình yêu. Tại sao anh lại nói như vậy? Cô là ai? Là giống Khánh Bằng một cách kỳ lạ. Nhưng khi tôi vừa chạm vào người cô, tôi có thể khẳng định cô hoàn toàn là một người khác. Cô nói đi, cô là ai? Tại sao lại chạy tới đây giả ma giả quỷ hả? Anh bỏ tay tôi ra đi, làm tôi đau quá rồi nè. Cô nói đi, tại sao cô lại có số điện thoại của tôi mà nhắn tin hẹn tôi ra đây? Cô là ai? Nói. Anh bỏ tay tôi ra, đau nói. Quá. Nói. Bỏ ra đi. Cô nói không? Bỏ ra đi mà. Thôi được rồi, để tôi nói. Vì tôi là chị em song sinh của Khánh Bằng nên biết số điện thoại của anh, đâu có gì khó. Chính Khánh Hà cho tôi số điện thoại của anh đó. Tôi chưa từng nghe Khánh Bằng có một người chị song sinh. Vì mẹ tôi quá đau lòng nên ba tôi cấm tất cả mọi người nhắc tới Khánh Bằng, nhắc tới nỗi bất hạnh đó. Nè, anh thật sự không liên quan tới cái chết của em gái tôi sao? Dù không như mọi người nghĩ, nhưng tôi tin Khánh Bằng đã vì tôi mà chết. Cho tới hôm nay tôi vẫn còn nợ Khánh Bằng. Tôi chưa thể nào làm sáng tỏ được chuyện này. Tôi thật sự không hiểu. Anh nói anh không làm gì có lỗi với Khánh Bằng, Khánh Bằng cũng không vì anh mà phải tìm tới cái chết. Vậy tại sao? Tại sao lại tự nhận mình là người có liên quan? Nhất định tôi sẽ có câu trả lời cho mọi người, nhưng mà chưa phải lúc này. Anh hai, ra ăn gì đi. Sáng giờ không có gì trong bụng hết đó, chịu gì nổi. Ra ăn với em nè anh hai ơi. Anh không ra đúng không? Ít nhất anh cũng phải lên tiếng cho em biết là anh đang còn sống hay là chết rồi chứ. Anh không ra em khóa cửa đó. Em là chuyên gia phá cửa đó nha. Cậu làm gì ghê vậy? Mém một chút là tốn tiền thay cửa mới rồi đó. Tránh ra con. Ê, có chặn đường đâu kêu tránh. Cũng chịu ra khỏi phòng rồi hả? Ôi trời ơi, làm hết hồn à. Anh đang làm cái gì vậy? Mới đốt nến, không thấy hả? Thì người mất thì cũng phải đốt nến cho người ta cảm thấy ấm lòng, chứ đâu để lạnh tanh, thấy ghê. Với lại nói nào ngay, lý do mà tôi có mặt ở đây là tại vì tôi mê điều khác lắm. Thiệt á, mê lắm. Lén lén vô coi thử mấy bức tượng đây nè. Trời ơi, thấy đẹp quá trời luôn á. Vô coi thử thôi à, chứ không có ý định lấy đâu nha. Ê mà nói nghe, mấy bức tượng với lại tranh ở đây là một tay ông Đăng Duy ông làm hết đó hả? Điều khác là của anh Đăng Duy, còn hội họa là của mẹ anh ấy. Ôi, gia đình nghệ thuật nha. Hai mẹ con tài thiệt chứ. Nè, đây là Khánh Bằng nè đúng không? Ừ. Còn này là cô chắc luôn nè, nhìn đi Trang. Nói nghe, sao cô không nói cho tôi biết chuyện Khánh Bằng còn có người chị sanh đôi bị thất lạc mới vừa tìm được? Sao anh biết? Tôi đã gặp cô ấy ở trước mộ của Khánh Bằng. Xém nữa tôi tưởng là Khánh Bằng không á, xíu nó lộ rồi. Anh tới mộ chị Khánh Bằng sao? Anh là ai? Gì? Có đúng anh là Minh Quang không vậy? Cô có bị gì không vậy? Thì tôi là Minh Quang này chứ ai. Nhưng mà tôi đang sống với thân phận của Đăng Duy.
thì tất nhiên là tôi phải làm cái chuyện mà Đăng Duy sẽ làm. Tôi nói thiệt nha, một trong những thứ tôi tò mò nhất về ông Đăng Duy á, đó, đây nè, là tình cảm với cô Khánh Măng này. Cho nên tôi muốn tìm hiểu vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Nhưng sao anh lại biết mộ của chị Khánh Băng ở đâu? Tôi đâu có biết. Thì nhờ cô Hoài Thương không đó. Tôi cũng vì sự hiếu kỳ của cô Hoài Thương cuốn hút. Ban đầu á còn không có tin tôi là Đăng Duy đâu, cho nên muốn thử tôi. Nhưng rồi cũng chính cô ấy chỉ đường cho tôi. Nhưng mà cô yên tâm đi, cuối cùng cô ấy cũng sẽ phải tin tôi là Đăng Duy. Tôi diễn giỏi lắm, không có bị lộ đâu. Nè, nhớ nha, mai mốt có cái chuyện gì á là phải nhớ nói cho tôi biết, biết không? Anh bị điên không? Muốn gì? Phải nói để tôi chuẩn bị tâm lý chứ để bị lộ thì sao? Ôi, thôi mệt quá, mỗi lần nói chuyện với cô tôi bắt mệt à, tôi đi. Quên. Nè, muốn đứng để chơi thì đứng nha, nhưng mà nào ra nhớ thổi mấy cây đèn cầy đó. Thời tiết dạo này oi bức lắm, dễ xảy ra hỏa hoạn lắm, cháy nhà tôi không chịu trách nhiệm đâu. Nè, có gì nữa? Ai thấp thì người đó thổi. Gì kìa vậy? Nè, Thiên Kim, em đứng lại đó. Em có nghe không? Em đứng lại. Thiên Kim, Thiên Kim. Đau, đau. Tại sao em lại làm như vậy? Tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Tôi muốn tạo cho anh cơ hội. Cơ hội? Em tạo cho anh cơ hội sao? Em không đi, tại sao em còn gạt anh? Anh không ngờ em lại đối xử với anh như vậy. Thì tôi thật lòng xin lỗi anh. Thật ra lúc đầu tôi cũng định nói rõ với anh là tôi muốn hủy chuyến đi. Nhưng mà nếu tôi nói vậy thì anh cũng sẽ không đi. Cho nên... Nhưng mà tại sao em lại thay đổi vào giờ cuối? Không phải anh và em chuẩn bị đâu vào đó cho chuyến đi này rồi sao? Em có việc gì quan trọng mà quỷ vào giờ cuối? Là vì sự trở về của Đăng Duy, có đúng không? Anh ta trở về, cho nên em mới xem anh như một trò đùa, có đúng vậy không? Không phải. Tôi không hề coi anh như trò đùa. Tôi thật tình, tôi chỉ muốn anh có một kỳ nghỉ vui vẻ thôi. Kỳ nghỉ vui vẻ? Anh có thể vui vẻ được sao? Khi mà em cho anh leo cái kiểu đó, anh thực sự bẻ bàng, thực sự đau lòng lắm, em có biết không hả Thiên Kim? Bây giờ tôi có nói gì thì cũng vô dụng. Thôi thì tôi chỉ biết xin lỗi anh thôi. Thiên Kim, em nói thật lòng cho anh biết có được không? Được, tôi xin hứa là sẽ nói thật lòng. Nếu như Đăng Duy không trở về, có phải tình cảm của chúng ta sẽ tiến triển tốt đẹp, có đúng vậy không? Phải. Tôi từng nghĩ tới chuyện đón nhận tình yêu của anh và sống một cuộc sống bình yên. Vì người tôi yêu không còn nữa, thì có sống với ai cũng là cho có với người ta. Vậy thì sống với người sẵn sàng hy sinh cho mình không phải tốt hơn hay sao hả? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao nó trở về? Tại sao hả? Tại sao lại như vậy? Nè, anh bị điên rồi hả? Anh Đăng Duy quay về, anh không vui sao? Vui hả? Làm sao anh có thể vui được khi sự trở lại của nó khiến trái tim anh tan nát. Em nói đi, tại sao anh phải vui? Tại sao anh phải vui vì nó chứ? Nè, tóm lại, tôi thật lòng xin lỗi anh. Nhưng tôi không muốn ở đây nói chuyện với anh nữa. Tôi không muốn câu chuyện đi quá xa, vậy thôi. Thiên Kim à, Thiên Kim, Thiên Kim, thằng khốn, thằng khốn, tại sao mày không chết luôn đi? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Anh hai đi đâu mà giờ chưa về nữa? Mỹ Ngọc. Dạ. Từ trước tới giờ em không có nhận lầm người phải không? Phải đó.
Em gặp là em nhớ liền, không có lầm đâu. Em nhớ giỏi lắm á. Vậy mấy bữa nay em có nhận thấy anh hai em có gì khác lạ không? Chị hỏi vậy làm sao? Anh hai sao lại khác với anh hai được chứ? Ý chị muốn hỏi là ví dụ có một người nào đó rất là giống anh hai của em nhưng không phải là anh hai. Ví dụ như trường hợp của chị Khánh Băng với chị Hoài Thương vậy đó. Lỡ như có người khác giả mạo anh hai của em, em có nhận ra không? Em nhận ra liền. Em chỉ cần nghe hơi thở, nhịp tim, nụ cười với lại cái mùi trên người của anh hai. Không có ai gạt em được đâu. Thiệt vậy sao? Thiệt mà. Chị cũng vậy á. Em cũng cảm nhận được hơi ấm của chị, bản lĩnh với lại sự khôn ngoan nữa. Lạ anh ấy sao? Sao anh ấy lại gạt mình? Gạt mình để làm gì? Không đâu. Nếu là đăng duyên, chắc chắn anh sẽ vạch trần sự thật rồi đuổi mình ra khỏi nhà. Chứ đời nào để yên cho mình ngồi ở vị trí chủ tịch. Chị hai. Hả? Chị bị sao vậy? Chị đâu có sao đâu. Giờ này tối rồi mà còn chưa về nhà nữa. Để hai chị em người ta đợi à. Anh hai này thiệt tình á. Tuấn Kiệt à, ông có điều gì bất mãn với tôi sao? Nếu có chuyện gì, ông cứ nói hết ra đi, giải tỏa một lần cho xong. Đừng có mang nặng trong lòng nữa, để lập mưu tính kế hãm hại tôi như vậy. Anh nói sao? Bằng chứng đâu mà anh quả quyết như vậy? Tất nhiên là tôi không có đủ bằng chứng, nhưng tôi có thể cảm nhận được ông đã thay đổi rồi. Ông nói đi, tại sao là như vậy chứ? Tôi chỉ là một nhân viên quèn thì làm sao mà bất mãn với ngài chủ tịch quyền quý như anh chứ? Từ bao giờ tình bạn của tụi mình thành ra như vậy? Từ bao giờ giữa tụi mình lại có khoảng cách như vậy? Ông không nhớ, tụi mình đã chơi với nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên. Giữa tụi mình có biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp, nhưng tại sao bây giờ lại thành ra như vậy chứ? Vì Thiên Kim sao? Đúng. Tại sao anh không sa thải Thiên Kim? Anh biết cổ đặt tình cảm vào anh mà. Sao anh cứ để cổ quẩn quanh bên cạnh anh, khiến cho cổ không ngừng nuôi hy vọng? Tôi không thể vô lý sa thải một nhân viên có năng lực, không sai phạm điều gì hết. Còn về mặt tình cảm, tôi không hề tạo cho Thiên Kiếm bất cứ một hy vọng nào. Tôi và Thanh Vân sắp cưới nhau, điều đó ai cũng biết hết. Tôi càng không có quyền cấm Thiên Kiếm dành tình cảm cho tôi. Và trên hết, đó là lời dặn dò của ba tôi, không được xử tệ với ông và Thiên Kim dù trong bất cứ một tình huống nào. Tôi nghe điều đó như là mèo khóc chuột. Lý lẽ luôn thuộc về kẻ mạnh. Ông không được xúc phạm tới ba tôi như vậy. Vậy người khác xúc phạm đến ba mẹ tôi thì sao? Dù thế nào thì chuyện của ba mẹ tụi mình cũng đã là quá khứ rồi. Tôi đã nghĩ tới gì khi mà Phát đã đứng dưỡng trở lại, tôi sẽ cùng với ông và Thiên Kim quản lý công ty giống như ngày xưa ba gia đình mình đã cùng nhau gây dựng nên Phát Đạt. Đó mới là vấn đề lớn, còn những chuyện đụng chạm trong đời sống là chuyện nhỏ. Tôi đã phải chịu đựng và sẽ tiếp tục chịu đựng.
Anh nghĩ tụi tôi là những đứa con nít, có thể đem kẹo ra dỗ ngọt hay sao? Ông là người biết suy nghĩ, cho nên ông phải nghĩ thấu đáo mọi chuyện đi. Tôi không muốn tình bạn của tụi mình lại mất đi một cách vô lý như vậy. Còn về chuyện của Thiên Kim, tôi chân thành khuyên ông nên buông bỏ đi. Trong lòng Thiên Kim đã không có ông, dù ông có làm gì đi nữa thì cũng vô ích thôi. Đừng cố chạy đuổi theo những thứ không thuộc về mình như vậy. Nếu không có sự xuất hiện của anh thì Thiên Kim đã thuộc về tôi rồi. Sao ông lại có thể mê muội không nhìn ra vấn đề nằm ở đâu vậy hả Tuấn Kiệt? Phải, tôi là một kẻ mê muội. Chính vì sự mê muội mà bao nhiêu năm qua tôi xem anh như là người bạn thân thiết nhất trong cuộc đời của tôi. Nhưng bây giờ thì tôi đã tỉnh rồi. Tình bạn đó, những quá khứ tốt đẹp đó, xin lỗi, tôi không thể tiếp tục duy trì. Còn nữa, anh đã có tất cả, tình cảm, sự nghiệp, mọi thứ đều nghiêng về anh. Nhưng anh đừng tự mãn. Từ bây giờ tôi sẽ tìm cách lấy lại tất cả bằng sự công bằng. Ván cờ hay vẫn chưa chấm dứt đâu. Ông Long, chính tôi mới là kẻ thất bại. Tình yêu thì bị phản bội, sự nghiệp thì cũng không phải là của tôi. Ở trên đời này tôi mới chính là kẻ cô đơn nhất đây. Lần này tham gia vô kế hoạch của cậu, tôi đã để vụt mất mấy cơ hội của mình. Nhưng kết quả thì sao? Kế hoạch của cậu tới nay vẫn còn dở dàng. Phát đạt có gặp khó khăn nhưng vẫn còn chống đỡ được. Đăng Duy đã trở lại rồi. Tôi đang lo cậu ta sẽ lật ngược lại thế cờ, chúng ta sẽ bị mất trắng. Chú cứ tin đi, Đăng Duy dù có tài giỏi đến đâu cũng không giật dậy được Phát Đạt. Cổ đông thì đang đòi rút vốn, những công trình lớn thì đang đối diện với chuyện thiếu vật tư, những công trình nhỏ thì tạm đình chỉ. Trên mạng thì đầy rẫy những thông tin không tốt về chất lượng căn hộ. Đây là mức đánh giá thấp nhất từ trước tới nay. Với bao nhiêu những khó khăn chồng chất như vậy, liệu Đăng Duy có ba đầu sáu tay cũng không đủ sức gánh nổi đâu. Đúng là cậu đã làm cho Phát Đạt điều đứng, nhưng tôi vẫn đang rất lo. Hiện tại tiền của công ty không còn nữa, chuyến hàng của ông Hùng cập bến, chúng ta lấy đâu ra tiền đây? Được, tôi sẽ đi điều đình với ông ấy. Alo, tôi nghe. Ở đâu? Được, gặp nhau ở chỗ đó. Tôi đã kêu anh rời khỏi thành phố này, anh còn tìm tôi làm gì nữa? Tôi đã rời khỏi đây giống như lời anh nói, nhưng mà hay tin mẹ tôi bệnh, tôi bắt buộc phải quay về. Anh Khiêm, anh phải giúp tôi. Làm ơn cho tôi mượn một khoản tiền để tôi lo cho mẹ. Cái gì? Tôi đã đưa anh một số tiền không hề nhỏ, bây giờ anh đòi thêm nữa là sao? Tôi không phải là cái máy in tiền. Tôi không có đòi, tôi đang xin anh giúp đỡ. Tôi thực sự cần tiền để lo cho mẹ. Không cần nói nhiều, tôi không đưa tiền cho anh đâu. Nếu mà anh không giúp tôi á, tôi buộc phải ra mặt để vay mượn. Lúc đó chắc sẽ có người nhận ra tôi. Anh dám đe dọa tôi hả? Tôi nói cho anh biết, những gì tôi tạo ra được thì tôi có thể đạp đổ được.
Anh đừng tưởng là những gì anh làm, tôi không giữ lại dấu vết. Anh Khiêm, tôi năn nỉ anh đó, anh phải giúp tôi. Mẹ anh nằm viện, mẹ tôi cũng nằm viện vậy, rồi hãy giúp tôi. Anh tự mà lo đi. Và nhớ, phải trốn cho thật là kỹ, đừng để họ bắt. Lúc đó vô tù mà ngồi, không còn được tự do để lo cho mẹ đâu. Nhớ đó. Anh Khiêm, anh Khiêm. Tôi đang nghi ngờ ở công trình có tay chân của giám đốc Khiêm cài vô. Mà sao cậu không báo cho chủ tịch biết để đuổi việc họ ngay lập tức, tránh tổn thất sau này? Khoan đã, để tôi nắm chắc tình hình, từ đó mới lần ra đầu mối. Ừ, nhưng mà cậu cẩn thận nha. Ừ, tôi biết rồi. Anh nên đề phòng cẩn thận. Cậu Tấn đã phát hiện ra điều gì đó ở công trình rồi. Ừ, tôi biết rồi. Chào anh. Để thử coi, khi mày trắng tay rồi, Thiên Kim có còn tôn sùng mày nữa không? Nóng quá. Anh Hải. Ừ? Có gì vậy? Anh cứ điện thoại báo cho em biết nha. Ừ, anh biết rồi. Anh cố gắng lên. Ừ. Cậu Tấn. Trời, cậu Tấn, cậu sao vậy? Cậu Tấn, cậu Tấn. Chủ tịch. Trời ơi, sao hai mắt bị băng kính, rồi đầu nữa, bị sao vậy hả? Không có gì nghiêm trọng đâu. Vết thương chính là trên đầu, nhưng đụng vô dây thần kinh ảnh hưởng tới giác mạc, nên cần phải băng kính để giữ ổn định. Chắc sẽ hồi phục nhanh thôi. Bác sĩ khâu rồi, vết khâu rất tốt, sẽ phục hồi nhanh thôi. Họ có khám tận tình không? Kết quả xét nghiệm có chính xác không vậy? Chị yên tâm đi, bệnh viện này rất uy tín, với lại bác sĩ cũng rất là nhiệt tình nữa. Mà sao anh ấy nằm im re vậy nè? Em bình tĩnh đi, cậu Tấn nhất định sẽ không sao đâu. Chỉ là do tác dụng của thuốc, cậu Tấn sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Là tại tôi, là tại tôi mà anh Tấn mới bị như vậy. Chủ tịch à, chị đừng có tự trách mình nữa, không phải tại chị đâu. Là tại tôi thiệt mà. Nè Thanh Vân à, em bình tĩnh lại đi. Chị Phượng với Khánh Hà đã biết tin chưa? Ờ, tôi còn chưa dám nói cho họ biết. Những lúc như vậy rất cần có người thân ở bên cạnh. Anh gọi báo cho chị Phượng liền đi, tôi sẽ gọi cho Khánh Hà. Là tai nạn hay có ai cố ý? Còn chưa xác định được ai. Mẹ anh đã tỉnh, sao không cho tôi đến thăm mẹ anh? Cô quên là cô rất giống Khánh Băng sao? Tôi không muốn mẹ tôi bị sốc khi nhìn thấy cô. Cô hẹn tôi ra đây, chị muốn nói muốn thăm mẹ của tôi sao? Không bao lâu nữa tôi phải xa thành phố này rồi. Chắc là tôi sẽ buồn và nhớ anh nhiều lắm.
Cô sắp đi thật hả? Ừ. Chờ Khánh Hà hoàn tất thủ tục, chị em tôi sẽ đi. Tôi cũng sẽ rất nhớ cô. Thật sao? Anh nhớ tôi hả? Gần 30 năm có mặt trên cõi đời này, cô là người bạn đúng nghĩa đầu tiên của tôi. Những lúc ở bên cạnh cô, tôi rất vui, rất sảng khoái. Ở bên cạnh cô, tôi thấy mình được cảm thông, được chia sẻ những cảm giác mà tôi chưa từng có được khi ở bên cạnh người nào. Khi cô đi rồi, tôi sẽ quay về với ốc đảo của tôi. Vậy tại sao trước đây anh nhiều lần né tránh tôi? Tại vì tôi sợ. Anh sợ cái gì? Sợ cô nhìn thấy con người tôi thêm chút nữa thì những tình cảm tốt đẹp mà cô dành cho tôi sẽ biến mất. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi hứa với anh, từ nay cho đến ngày tôi rời khỏi Việt Nam, tôi sẽ không cố gắng tìm hiểu thêm gì ở anh nữa hết đó. Tôi sẽ dừng suy nghĩ thêm về anh, để mãi mãi trong mắt tôi, anh vẫn là một người bạn. Người bạn mà tôi thấy vui mỗi lúc được ở gần anh. Cô biết không, đã có lúc tôi đã suy nghĩ là sẽ cùng cô rời khỏi Việt Nam, đi tới một nơi thật là xa, rũ bỏ mọi buồn vui ân oán trong quá khứ để làm lại một cuộc đời mới ở bên cạnh cô. Còn bây giờ thì sao? Cô có nghe câu thân bất do kỷ chưa? Đôi khi mình không thể làm những điều mình muốn, cũng như không thể không làm điều mình không muốn. Cái gì mà thân bất do kỷ, toàn là ngụy biện. Thân này là của mình, mình làm gì không làm gì là do mình quyết định. Như tôi nè, dù có ai nói gì thì nói, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm với bản thân của mình. Tôi thích cô lợi điểm đó. Đứng lên, đứng lên đi. Đứng lên làm gì? Đứng lên đi, bồi đắp cho những kỷ niệm đẹp của chúng mình thêm đẹp hơn. Là sao tôi không hiểu? Hay, rồi anh sẽ biết. Phải tiết kiệm từng phút giây bên nhau chứ, đúng không? Đi. Rót cho tôi miếng nước đi. Mời chủ tịch. Cô đang nghĩ chuyện gì hả? Tôi tin chắc là có người hãm hại anh Tấn, nhưng tại sao không ai nhìn thấy thủ phạm? Lúc đó có rất là đông công nhân mà. Tuy là công nhân đông, nhưng mà việc ai nấy làm, có khi là người ta không để ý tới, hoặc là có vài người cùng một phe đang bao che cho nhau. Tôi sẽ nhờ người tìm hiểu chuyện này. Anh Hải cũng đang ráo riết tìm kiếm sự thật đó. Anh Hải có quen biết nhiều người làm công nhân ở đó, có khi sẽ tìm ra sự thật nhanh hơn. Thêm người tìm kiếm không tốt hả? Ừ, cũng phải. Nè, Thành Dân.
Cô làm gì vậy hả? Cô hại mẹ tôi chết mới vừa lòng hay sao? Anh đang suy bổn tay ra bổn người đó hả? Nơi sao lòng anh rồi, anh sẵn sàng làm hại bất cứ ai nên anh sợ người khác cũng đối với anh như vậy chứ gì? Anh Kim à, anh dừng lại đi, đừng tiếp tục để tay mình dây máu nữa. Đạt được mục đích rồi, liệu anh có sống vui vẻ hạnh phúc được không? Cô nhớ là tôi dặn không được bảo hiểm, biết chưa? Nhưng tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Sẽ còn ai gặp tai nạn nữa? Tôi bảo vệ Phát Đạt thì có gì sai? Tại sao những người giúp tôi lại lần lượt bị hãm hại như vậy? Cô biết cô là người đáng chết, nhưng mà cô phải sống để trả nợ cho anh ấy, gánh vác việc nhà cho anh ấy. Bây giờ thì ảnh đã quay về rồi, sao cô không biến đi? Tôi khuất mắt hả? Chị cũng vừa nói đó, ảnh quay về tức là tôi không phải là sao chổi. Tôi không hại chết anh ấy, tại sao tôi phải đi? Với lại việc này hình như không liên quan gì đến chị. Cô, tình cờ tôi xem được quyển nhật ký của Khánh Băng và nhớ lại những lời anh đã nói, tôi thấy trùng khớp. Rất có khả năng Khánh Băng đã phát hiện ra điều gì đó mà phải chết. Em bất lực rồi, em không biết phải làm sao hết, em không biết phải làm thế nào nữa. Em đừng sợ, còn có anh đây mà.